phẩm vừa rồi thật sôi động đúng không quý vị, khiến cho tất cả chúng ta lúc nào cũng phải muốn lắc lư và đung đưa theo điệu nhạc. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp của chương trình. Thưa thí sĩ Nguyễn Bách, bạn ở địa chỉ email im@thqa.yahoo.com có hỏi như thế này: được biết đất nước Argentina rất nổi tiếng với nhịp điệu tango, vậy nhịp điệu tango này có được các nhạc sĩ của Argentina thể hiện trong âm nhạc cổ điển hay là không? Như tôi nói là lúc Piazzolla đến học Boulanger thì bà ta đã nhận vào học cái gì? Học cái cách sáng tác nhạc cổ điển, nhạc classical. Dạ. Yeah.